Cập nhật tình hình xung đột ở Đông Âu. Nga nói không bất ngờ về logic đổ lỗi của phương Tây khi tiếp tục bị yêu cầu chịu trách nhiệm do khơi mào xung đột. Trong khi đó, Mỹ-Nga khẳng định lực lượng phòng không Ukraine gây ra vụ nổ tại Ba Lan. Đáng chú ý, Ukraine thừa nhận sử dụng hệ thống phòng không gần nơi xảy ra sự cố. Litva lập tức kêu gọi tăng cường phòng không ở sườn phía đông của NATO. Một số diễn biến đáng chú ý khác, dân quân Luhansk tố Kiev đang chuẩn bị tiến hành một hành động khiêu khích nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ nổ ở Ba Lan. Cựu quan chức Ý nói Mỹ là nước duy nhất hưởng lợi kinh tế từ xung đột Nga-Ukraine. Tân Thủ tướng Anh coi Trung Quốc là thách thức mang tính hệ thống. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Mở đầu bản tin là những cập nhật mới nhất liên quan đến xung đột nảy lửa ở Đông Âu. Theo TASS, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc hôm 16 tháng 11 đã chỉ trích tuyên bố của Ukraine về vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan nhằm kích động xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Ông cũng bác bỏ logic của phương Tây về việc Moscow phải chịu trách nhiệm gián tiếp về vụ việc. Cụ thể, hãng tin TASS dẫn lời ông Vasily Nepenzia, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nói rằng Moscow đã không còn ngạc nhiên trước những nỗ lực của phương Tây nhằm đổ lỗi cho Nga về mọi thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào và trái với sự thật và lẽ thường. Nhiều đại diện của các nước phương Tây nói theo kiểu rằng ngay cả khi Ukraine phóng tên lửa thì lỗi cũng thuộc về Nga, ông Nepenzia nói tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm hôm 15 tháng 11 cho rằng các tên lửa của Nga đã tấn công Ba Lan. Ông nhấn mạnh, đây là một bước leo thang đáng kể của cuộc xung đột. Đây là một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào an ninh tập thể. Đây là một sự leo thang rất đáng báo động. Chúng ta phải hành động. Ở phía ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga hôm 16 tháng 11 tuyên bố tên lửa rơi tại Ba Lan là tên lửa phòng không S-300 của quân đội Ukraine và các mục tiêu không kích của Nga ở Ukraine hôm 15 tháng 1 đều nằm cách biên giới Ba Lan ít nhất 35 km. Thông tin do Reuters đăng tải. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov cho biết, có những bức ảnh được công bố vào tối ngày 15 tháng 1 về mảnh vỡ được tìm thấy ở làng Prizgorod tại Ba Lan. Các chuyên gia quốc phòng Nga xác định, rõ ràng là các bộ phận của tên lửa phòng không dẫn đường của hệ thống phòng không S-300 thuộc không quân Ukraine. Vào hôm 15 tháng 11, một tên lửa đã đánh trúng các máy sấy ngũ cốc ở làng Prizgorod, tỉnh Lublin, Voivodeship, miền đông Ba Lan, giáp biên giới với Ukraine, khiến hai người thiệt mạng. Tổng thống Ba Lan trước đó cho biết, Warsaw không có bằng chứng cụ thể để xác định người đứng sau vụ tấn công cơ sở ngũ cốc của nước này. Các hình ảnh chưa thể xác minh độc lập. Trong khi đó, hãng tin Reuters cũng trích dẫn một nguồn tin của NATO hôm 16 tháng 11 cho biết, sau cuộc họp khẩn cấp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia với các nước NATO và G7 hôm 16 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố vụ nổ ở Ba Lan là do một tên lửa phòng không của Ukraine gây ra. Theo Tổng thống Mỹ, các báo cáo sơ bộ cho thấy có vẻ như quỹ đạo của tên lửa không cho thấy nó được bắn từ Nga, đồng thời bác bỏ tuyên bố cho rằng Nga đã triển khai tên lửa rơi gây ra vụ nổ tại Ba Lan. Bộ Quốc phòng Nga cũng phủ nhận các cáo buộc và cho biết không có cuộc tấn công nào của Nga gần biên giới Ukraine-Ba Lan. Cơ quan quân sự Nga cũng chỉ ra rằng những hình ảnh được công bố liên quan đến mảnh vỡ của tên lửa tại địa điểm xảy ra sự cố không giống với vũ khí của Nga. Bộ này cũng chỉ trích truyền thông Ba Lan, các quan chức Warsaw trước các cáo buộc cho rằng tên lửa này do Nga sản xuất. Phía Moscow cho rằng tuyên bố trên là một hành động khiêu khích. Đáng chú ý, đài CNN trích dẫn nguồn tin hôm 16 tháng 11 cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận rằng quân đội Kiev đã nỗ lực đánh chặn một tên lửa gần biên giới tại thời điểm xảy ra sự cố ở Ba Lan. Theo đó, quân đội Ukraine nói với Mỹ và các đồng minh rằng họ đã cố gắng đánh chặn một tên lửa của Nga trong khung thời gian và gần địa điểm tên lửa đánh trúng lãnh thổ Ba Lan. Theo đài CNN, thông tin trên là cơ sở để Mỹ đánh giá về vụ việc. Theo Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, đây không phải là một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào Ba Lan. Warsaw cho biết, vụ nổ gây ra do tên lửa S-300 được sản xuất vào những năm 1970, được lực lượng phòng không tên lửa của Ukraine sử dụng. Tình hình tại châu Âu hiện đang căng như dây đàn sau vụ tên lửa rơi trúng lãnh thổ Ba Lan. Tổng thống Litva Gitanas Nausėda hôm 16 tháng 11 đã lập tức kêu gọi NATO nhanh chóng triển khai thêm hệ thống phòng không ở biên giới Ba Lan-Ukraine
vào phần sườn phía đông còn lại của liên minh, thông tin do Reuters đăng tải. Cụ thể, phát biểu trước báo giới, Tổng thống Nasera nói rằng Litva sẽ tích cực hỗ trợ NATO trong việc triển khai các hệ thống phòng không dọc biên giới Ba Lan-Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng hoạt động phòng thủ cũng nên áp dụng cho phần sườn phía đông còn lại của NATO. Tôi hy vọng hội nghị thượng đỉnh NATO vào năm tới tại Vilnius, chúng ta sẽ có thể đạt được tiến bộ, vì tình hình cho thấy đây là quyết định đúng đắn và cần được thực hiện nhanh chóng, ông Nausicaa nói thêm. Ông Nausicaa cho rằng vụ nổ vừa qua không làm tăng nguy cơ đe dọa quân sự, tuy nhiên, các sự cố ngẫu nhiên hay khả năng tên lửa bay lệch vẫn có thể xảy ra trong tương lai. Theo TASS, hôm 16 tháng 11, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luhansk cho biết Kiev đang chuẩn bị tiến hành một hành động khiêu khích để cáo buộc Nga pháo kích vào một bệnh viện ở vùng Kharkov. Lực lượng dân quân đang nội dung trên Telegram. Theo thông tin tình báo của chúng tôi, Kiev đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ tên lửa phòng không thuộc hệ thống S-300 của nước này rơi vào lãnh thổ Ba Lan. Họ sẵn sàng thực hiện hành động khiêu khích cấp độ cao để buộc tội Nga phá hủy một bệnh viện tại khu định cư Veliky Buluk thuộc vùng Kharkiv mà họ đang kiểm soát. Vụ pháo kích được cho là sẽ bùng phát từ khu dân cư Khatnoe vào đầu ngày 17 tháng 11 theo giờ địa phương. Hiện những diễn biến xoay quanh cuộc xung đột ở Đông Âu chưa thể được kiểm chứng độc lập. Ở một diễn biến khác, hãng TASS dẫn tuyên bố từ cơ quan báo chí của Ủy ban Biên phòng Nhà nước Belarus hôm 16 tháng 11 cho biết, lực lượng biên phòng nước này đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái drone xâm nhập không phận từ Ukraine. Theo tuyên bố trên, lính biên phòng Pinsk đã phát hiện một thiết bị bay không xác định tại quận Koprin, cách biên giới với Ukraine 100m, bay về hướng lãnh thổ Belarus từ phía Ukraine. Thiết bị này được trang bị một máy quay hình và được sử dụng để tiến hành trinh sát các cơ sở bảo vệ biên giới kỹ thuật trên lãnh thổ Belarus. Đội biên phòng đã bắn hạ thiết bị bay nói trên khi đang tuần tra bằng súng trường tự động Kalashnikov, cơ quan báo chí cho hay. Trước đó vào ngày 2 tháng 11, lực lượng biên phòng Belarus từng ngăn chặn một thiết bị tương tự của Ukraine ở quận Gomel, cách biên giới Ukraine 1km. Ủy ban biên phòng nhà nước Belarus cho biết thêm rằng thiết bị này được sử dụng để thực hành thả chất nổ vào thời điểm bị phát hiện. Chủ tịch Ủy ban biên phòng nhà nước Belarus Anatoly Lapo hôm 16 tháng 11 nói rằng trên thực tế, phía Ukraine cho đến hiện tại đã phá hủy tất cả các cây cầu ở khu vực Gomel và Moizy, và quân đội Kiev hiện đang bắt đầu cho nổ tung tất cả các cây cầu ở khu vực này theo hướng Volyn. Nhằm đáp trả các hành động của Kiev, phía Belarus cũng đã củng cố các đơn vị biên phòng, tăng cường sử dụng phương tiện bảo vệ kỹ thuật, cũng như gia tăng các đội cơ động bảo vệ biên giới lãnh thổ. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó cũng nói rằng Minsk có các vũ khí cần thiết để bảo vệ biên giới khỏi thiết bị bay không người lái và các mục tiêu chiến không khác từ phía Ukraine. Bên cạnh đó, ông Lukashenko còn cho biết Ukraine đã điều động một nhóm binh sĩ gồm 15.000 người đến vùng biên giới với Belarus. Cũng liên quan đến căng thẳng tại Đông Âu, hôm 16 tháng 11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông dự kiến điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Indonesia, theo TASS đưa tin. Chia sẻ với báo giới sau hội nghị, ông Erdogan cho biết thỏa thuận ngũ cốc sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 11. Do đó, ông đang hy vọng có thể kéo dài thỏa thuận thêm một năm nữa. Chúng tôi vẫn liên tục liên lạc với Tổng thống Putin, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ thảo luận về việc phân phối lương thực và phân bón ra thị trường thế giới. Sau khi tôi trở về, chúng tôi đang nỗ lực gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm một năm. Hy vọng điều này sẽ thành công, ông nói. Ông Erdogan cho biết khoảng 11 triệu tấn nông sản đã được xuất khẩu từ các cảng của Ukraine như một phần của thỏa thuận ngũ cốc. Theo nhà lãnh đạo, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục thể hiện tốt vai trò trung gian trong thỏa thuận. Vị Tổng thống lưu ý rằng các cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng nổ ra trên toàn cầu do xung đột ở Ukraine đã tác động đến mọi quốc gia, chứ không phải từng khu vực riêng lẻ. Được biết, thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc được Nga và Ukraine ký kết vào hôm 22 tháng 7 do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Mục đích là đưa lương thực và phân bón bị mắc kẹt ở các cảng Ukraine ra thị trường thế giới. Trung tâm điều phối chung, bao gồm các đại diện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc, đã được thành lập để kiểm tra các tàu chở ngũ cốc nhằm tránh tình trạng buôn lậu vũ khí và ngăn chặn các hành động khiêu khích. Nói về tình hình hiện nay, Reuters dẫn lời một cựu quan chức Ý nhận định Mỹ là quốc gia duy nhất trực tiếp hưởng lợi kinh tế từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Khi khủng hoảng ở Đông Âu nổ ra hồi tháng 2, ông Vito Rosario Pecicilli, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Thường trực về Ngoại giao và Di cư của Thượng viện Ý, đã bày tỏ kiên quyết phản đối việc cấp vũ khí cho Ukraine. Đến tháng 5, Thượng viện quyết định giải tán ủy ban, ông Pecicilli mất chức chủ tịch. Đến nay, vị cựu quan chức vẫn khẳng định lập trường của ông không hề thay đổi. Ông Pecicilli cho rằng các nước EU đã phải trả giá đắt cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, trong khi Mỹ, với tư cách là đồng minh của châu Âu, đã thu được những lợi ích kinh tế to lớn từ cuộc khủng hoảng này. Điều quan trọng là các nước EU, trong đó có Pháp và Hungary, đang phải trả giá đắt nhất.
quốc gia duy nhất đã được hưởng lợi trực tiếp về kinh tế là Mỹ, vị cựu quan chức nói. Trong khi đó, theo hãng tin Sputnik, tân thủ tướng Anh Rishi Sunak đã gọi Trung Quốc là một thách thức mang tính hệ thống. Đây là bước biến chuyển đáng chú ý sau khi người tiền nhiệm của ông, bà Liz Truss, đã xác định Bắc Kinh là một mối đe dọa. Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali hôm 15 tháng 11, ông Sunak nhấn mạnh quan điểm của ông về Trung Quốc là rất thẳng thắn. Tôi nghĩ rằng rõ ràng Trung Quốc đang đặt ra mối đe dọa và thách thức mang tính hệ thống đối với các giá trị và lợi ích chung của chúng ta. Đó là cách tôi nghĩ về Trung Quốc. Tôi đã nói về điều này nhiều lần. Đây là lý do vì sao chúng ta phải sử dụng những nguồn lực cần thiết để bảo vệ mình. Tuy nhiên, vị thủ tướng chia sẻ, ông có xác định Trung Quốc là một mối đe dọa hay không? Nhà lãnh đạo chỉ nói rằng, tôi nghĩ quan điểm đó rất phù hợp với các đồng minh của chúng tôi. Nếu nhìn vào chiến lược an ninh quốc gia mà Mỹ công bố vài tuần trước, nhất là cách họ bày tỏ quan điểm về Trung Quốc cũng như cách đối phó với nước này, mọi người sẽ thấy rằng có lẽ nó tương đồng với một mối đe dọa, ông nói. Được biết trong chiến dịch tranh cử vào mùa hè vừa qua, ông Sunak đã cam kết nếu trở thành thủ tướng, ông sẽ ra lệnh đóng cửa tất cả 30 viện Khổng Tử, nơi giảng dạy văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc tại Vương quốc Anh. Ngoài ra, ông cũng hứa rằng nếu giành chiến thắng trong cuộc đua cho ghế thủ tướng, một liên minh kiểu NATO sẽ được thành lập để kiềm chế Trung Quốc. Cùng với đó, chính phủ do ông lãnh đạo sẽ thúc đẩy phát triển an ninh mạng, giúp các doanh nghiệp và trường đại học của Anh chống lại hoạt động gián điệp của Trung Quốc, với sự trợ giúp của cơ quan tình báo Anh MI5. Theo Reuters, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 16 tháng 11 cho biết, ông hy vọng sẽ có thể thiết lập mối quan hệ song phương ổn định và mang tính xây dựng với Trung Quốc trong cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thái Lan. Trả lời báo giới khi được hỏi về mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Nhật Bản cho rằng có nhiều cơ hội cũng như thách thức và mối quan tâm trong quan hệ giữa hai quốc gia. Đề cập đến cuộc gặp sắp tới vào hôm 17 tháng 11 với ông Tập Cận Bình, Thủ tướng Kishida nói rằng, tôi hy vọng cuộc gặp này sẽ đem lại một mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định. Trung Quốc nên hành động có trách nhiệm. Mặt khác, hai nước cũng nên hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng. Ông Kishida từ chối bình luận khi được hỏi liệu vấn đề Đài Loan có được thảo luận trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình hay không. Một thông tin đáng chú ý liên quan đến mối quan hệ đang đi lên giữa Nga và Trung Quốc. Theo TASS trích dẫn thông cáo báo chí hôm 16 tháng 11 của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga RDIF cho biết, cầu đường sắt Đồng Giang Nizhslenskoye đã được thông xe. Đây là cây cầu đường sắt Trung Nga đầu tiên bắc qua sông Amur. Việc thông xe trên cầu sắt nói trên mở ra một hành lang giao thông mới giữa Nga và Trung Quốc, khắc phục được một số hạn chế hiện tại về cơ sở hạ tầng. Cụ thể, khoảng cách vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh phía Bắc Trung Quốc sẽ giảm hơn 700 km so với các tuyến đường hiện có, Quỹ đầu tư trực tiếp Nga cho biết. Theo Tổng giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev, hợp tác Nga-Trung sẽ bị hạn chế nếu không phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và hậu cần. Trung Quốc là đối tác kinh tế và thương mại lớn nhất của Nga, với mức tăng trưởng thương mại ổn định và đã vượt 150 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Cầu đường sắt lịch sử bắc qua sông Amur là một trong những dự án xuyên biên giới lớn nhất giữa Nga và Trung Quốc và là một dự án cơ sở hạ tầng quan trọng do Quỹ đầu tư trực tiếp Nga thực hiện. Sự kiện khánh thành cầu đường sắt Nga-Trung sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp hai nước, có thể lên lịch trình vận chuyển hàng hóa và đảm bảo lịch trình phù hợp, giảm thiểu giá cả nguyên liệu thô và năng lượng một cách hợp lý, cũng như tăng hiệu quả vận tải đường sắt giữa Liên bang Nga và Trung Quốc lên 1,5 lần, ông Dmitriev nói thêm. Báo cáo của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga cho biết, chính phủ Nga và Trung Quốc đã ký thỏa thuận xây dựng cây cầu hồi năm 2008. Quỹ đầu tư trực tiếp Nga cùng với các đối tác Trung Quốc đã tài trợ hơn 70% chi phí xây dựng phần cầu của Nga. Bên cạnh đó, Tập đoàn Phát triển Nhà nước VEB, AF và Cục Đường sắt Nga cũng đóng vai trò là nhà đầu tư trong dự án. Cầu đường sắt Đồng Giang Nizhslenskoye dài 2,2 km được thiết kế theo hai tiêu chuẩn với chiều rộng 1.520 mm phần phía Nga và rộng 1.435 mm theo hướng Trung Quốc. Cây cầu dự kiến vận tải lượng hàng hóa tối đa lên tới 20 triệu tấn một năm. Liên quan đến lĩnh vực không gian vũ trụ, NASA vào ngày 16 tháng 11 đã phóng thành công tên lửa mặt trăng thế hệ tiếp theo mang theo tàu vũ trụ không người lái trong chuyến bay đầu tiên nhằm chuẩn bị cho việc đưa con người quay trở lại mặt trăng sau nửa thế kỷ. Theo Reuters, hệ thống tên lửa đẩy vũ trụ SLS-32 tầng của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã rời bị phóng ở trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida vào lúc 13 giờ 47 phút ngày 16 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Tên lửa mang theo tàu vũ trụ không người lái Orion trong quá trình bay quanh mặt trăng kéo dài 3 tuần. Đây là vụ phóng khởi đầu chương trình thám hiểm Artemis của NASA sau khi sứ mệnh mặt trăng Apollo kết thúc vào năm 1975. Vụ phóng này đã bị hoãn 2 lần trong 10 tuần vì những vấn đề kỹ thuật và thời tiết. Được đặt tên là Artemis 1, vụ phóng đánh dấu chuyến bay đầu tiên của tên lửa SLS do Boeing chế tạo và tàu vũ trụ Orion
do Lockheed Martin sản xuất theo hợp đồng với NASA. Sứ mệnh Artemis 1 cũng báo hiệu một sự thay đổi lớn về phương hướng của các chương trình đưa con người vào không gian thời kỳ hậu Apollo của NASA. Nhiều thập niên qua, NASA chỉ tập trung vào việc đưa con người lên quỹ đạo tầm thấp của trái đất. Artemis, tên nữ thần săn bắn của Hy Lạp cổ đại và là em gái song sinh của Apollo, được tạo ra để đưa các phi hành gia quay lại mặt trăng sớm nhất vào năm 2025. Chương trình hy vọng xây dựng một trạm không gian trên mặt trăng để làm bước đệm cho những chuyến hành trình của con người tới sao Hỏa. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.